Hello anh em, mình đã tới nhà Hoàng 7 triệu. Chuyến này mình sẽ vẽ cổ Hoàng 7 triệu nha. Đây là những cỗ máy 23 anh chuẩn bị chinh phục Hà Giang. Mình sẽ gạ làm quen bé Phúng Phính ở trên đó nha anh em. Đó, đây là những cỗ máy 23 anh của anh em mình chuẩn bị xuất phát, mình đang ở Phan Rang nha. Nói chung sáng giờ mình với anh Thắng bơm ra ngoài. Chuyến này anh em mình đi 23 anh không à, có mình là đi Winner. Tại vì hầu như là những anh em đem xe kỷ niệm đi đặng check in thôi, chứ mà những cái cỗ máy lớn thì anh em để nhà hết rồi. Đây là Sea-Wood của Hoàng 7 triệu. Dọn cũng tới lắm nha. Chiếc này thành 14 triệu nha, không thành 7 triệu nữa. Đây là xe bi. Hai thanh niên này có ẹt hết trơn á, nhưng mà không thèm đi ẹt. Đi 2-3 anh là chơi rồi. Ở đây nữa là xe chủ lò nè, có ẹt mà không chịu đi. Đi 2-3 anh chơi làm như sợ xe mình yếu quá gì á. Lấy mấy xe này ra không à. Mà xe này keng lắm nha. Xe này mới Bi đi Cà Mau về, Bi dọn lại keng lắm nha. Mà nhắn tin Bi lần nào là Bi cũng than với thở rồi. Than không có tiền rồi không à. Không có tiền dọn xe à. Dọn đâu phải là 1 chiếc đâu, dọn là 2 chiếc. Còn chiếc ẹt nữa. Ok, này của anh Thắng, còn cái ba lô của mình có tí xíu ở dưới đây thôi. Mình chở ké, mình chở phụ anh Thắng, chứ xe anh Thắng chở nguyên thùng đồ nghề nhiều quá, nặng quá. Còn xe này của bạn kia đi tới Nha Trang thôi, bạn kia đi chung qua Nha Trang chơi. Cái này là gỏi hay gì á? Này ăn sao trời? Đặc sản Phú Yên mà mắc cá lòng tòng. Chấm về ăn nè, mời tất cả anh em luôn nha. Hoàng nó giới thiệu mấy cái món lạ lạ không à. Xui cái mấy anh em mình ra tới đây mưa nè. Đó, anh em thấy mưa không? Mưa quá mưa luôn. Má dầm mưa chạy mấy trăm cây số luôn á. Trong mình là từ tới nay là không có mưa, nhưng mà ở ngoài đây mưa không hiểu sao luôn. Ok, thì mấy anh em mình chuẩn bị làm tập 2 nha. Thì một ngày mình chạy tầm 700 cây thôi anh em ơi. Chạy nhiều chơi không nổi, mệt. Chúng mà anh em mình tối qua mới nghỉ lại đây thì chạy cũng được 700 rồi. Nay chạy thêm 700 nữa. Chứ là mình có nhiệm thì mình đi tới đâu mình quay tới đó, mình đăng, nhưng mà mình không có máy tính, mình chỉnh sửa nó hơi xấu xíu, anh em thông cảm mình nha.